Xin chào quý chị các bạn, hiện tại thì em đang có trước mặt đây là một chiếc Toyota Fortuner phiên bản Legender một cầu tự động màu trắng ngọc trai. Thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về chi tiết nội ngoại thất chiếc xe Toyota Fortuner này. Và trước tiên thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về cái giá bán. Giá bán của các dòng xe Fortuner hiện tại thì đang có là cả số sàn, cả máy dầu và cả máy xăng. Thì những cái xe máy xăng thì sẽ là nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, và máy dầu sẽ là sản xuất trong nước. Thì giá lần lượt các phiên bản như sau: phiên bản một cầu máy dầu tự động thì có giá niêm yết là 1 tỷ 055 triệu, bên em đang giảm 21 triệu tiền mặt, tính ra lăn bánh cho anh chị là 1 tỷ 145 triệu. Phiên bản thứ hai trước mắt chúng ta đây, phiên bản một cầu tự động Legender máy dầu thì có giá niêm yết là 1 tỷ 185, bên em đang giảm 21 triệu, tính ra lăn bánh cho anh chị là 1 tỷ 289. Phiên bản thứ ba, phiên bản máy dầu hai cầu Legender thì có giá niêm yết là 1 tỷ 185, tính ra cũng giảm 21 triệu và tính ra lăn bánh giảm 16 triệu và tính ra lăn bánh cho anh chị là 1 tỷ 474 triệu. Và phiên bản máy xăng thì ở đây em có cả máy xăng, máy xăng một cầu thì có giá niêm yết là 1 tỷ 165, giảm 26 triệu, tính ra lăn bánh là 1 tỷ 259. Còn phiên bản hai cầu thì sẽ có giá niêm yết là 1 tỷ 250, giảm 21 triệu, tính ra lăn bánh là 1 tỷ 359 triệu. Vừa rồi thì em đã đi một vòng xung quanh ngoại thất của xe và giới thiệu cho anh chị về giá bán của Fortuner thời điểm hiện tại. Bây giờ em sẽ cập nhật cho anh chị về chi tiết hơn, các cái chi tiết trên xe Toyota Fortuner Legender phiên bản một cầu. Và phiên bản Legender thì sẽ có cái ngoại thất rất là đẹp, trông sẽ chiến hơn rất nhiều so với các cái phiên bản Legender thường ở đây. Legender ở đây thì cái đầu nó vẫn theo cái form ngày xưa. Và Legender hiện tại thì sẽ có các cái tính năng và cái ngoại thất khác so với phiên bản thường, như là đèn bi LED này, camera 360, xi nhan dạng LED đuổi. Ở phần thân xe thì sẽ có la răng kích thước là 18 inch, camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang về sau khi lùi, có cái giải inox chạy xung quanh xe ở đây. Và ở phần đuôi xe thì cũng thiết kế khác, ngày là có cái thanh Fortuner này màu đen này, và có cốp điện, có đá cốp, có 4 cảm biến sau và cụm đèn xi nhan LED đuổi full LED ở phía đuôi xe nữa. Mức độ tiêu thụ nhiên liệu của xe thì chỉ có rơi vào 8,71 lít trên 100 cây đường hỗn hợp thôi. Còn đây là hàng ghế thứ hai của xe. Hàng ghế thứ hai của xe thì có hệ thống loa này, hệ thống sạc, có cả sạc 220V 100W ở đây anh chị ạ. Còn đây là hai cổng sạc USB Type-C. Ở phía đằng sau thì cũng có cổng sạc và cửa gió cho hàng ghế thứ hai và thứ ba ở đây. Ở phần ghế lái thì sẽ được trang bị các cái tính năng. Ví dụ như là ở phiên bản này, anh chị sẽ được trang bị một tính năng rất là hay ho là màn hình 10 inch kết hợp với cả bộ loa JBL cho ra chất lượng âm thanh cực kỳ tốt. Loa JBL. Và có cả các cái chức năng như là mở cốp này, cam 360 này, xả khí này, rồi cảm biến, lấy chủ số sau vô lăng, đèn tự động, cụm điều khiển màn hình đa thông tin, màn hình giải trí, màn hình đa thông tin và cruise control. Đây là cam 360 của xe. Và xe thì sẽ được trang bị là điều hòa tự động hai vùng độc lập. Bên này thì sẽ có là điều chỉnh các cái chế độ lái economical và power. Ghế của xe thì sẽ được trang bị điểm thêm các chi tiết chỉ đỏ cũng như là các chi tiết da đỏ ở đây, cho ra cái tầm nhìn rất là thoáng, cái tầm nhìn trông rất là thể thao. Đây, sẽ để xe vào vị trí. Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về chi tiết nội ngoại thất chiếc xe Toyota Innova, Toyota Fortuner và phiên bản Legender một cầu, ngoại thất màu trắng ngọc trai, và cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Fortuner thời điểm hiện tại. Anh chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác về xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.